Chương 2. Chữ lễ của Á Đông. Như ta đã thấy, lòng từ ái là nguồn gốc lớn của muôn sự đắng cay chua xót ở đời. Muốn cho tâm hồn được bình tĩnh, thật không có gì kỵ bằng lòng tự ái. Trong các thị dục về lòng tự ái là vô độ hơn cả. Trong các khổ não, cái khổ não do lòng tự ái gây ra là khó tránh và thường thống thiết hơn. Lòng tự ái đã là cái cừu địch cho sự bình tĩnh bên trong, nó lại cũng là cái cừu địch cho sự yên ổn bên ngoài nữa. Phàm khi lòng tự ái được thỏa mãn là tất có xâm phạm đến ngoài. Lòng tự ái bao giờ cũng chăm chăm đau đáu, chỉ trực có dịp miệt kẻ khác để cho khỏi bị kẻ khác miệt mình. Thành ra bao giờ cũng cứ quanh quanh dòm dõi người ta, xem ai có gì xấu thì phô trương lên, ai có gì tốt thì bài bác đi để nuôi cái lòng tự đắc của mình. Xem đấy đủ rõ câu ẩn ác dương thiện của cổ nhân, khó thi hành biết chừng nào. Tại sao? Tại lòng tự ái của chúng ta quá nặng, thường tin rằng dìm được người ta là đem được mình lên, chê cái dở của người tức là đem được cái hay của mình ra. Thật không gì vụng về bằng, nên ở đời trong sự giao tế hàng ngày gây cho ta không biết bao nhiêu điều khốc hại. Tóm lại, tất cả mật pháp của thuật xử thế có thể gồm trong hai nguyên tắc quan trọng này. 1. Chớ chạm vào lòng tự ái của ai cả. 2. Ẩn ác dương thiện. Nguyên tắc thứ nhất thuộc về tiêu cực, còn nguyên tắc thứ nhì thuộc về tích cực. Cả hai không phải là những câu châm ngôn chỉ sự khôn dạy cho người đời mà thôi, mà thật ra nó là câu nói của lòng nhân, hay ít ra của lòng yêu chuộng công bình. Người xưa há không có bảo, kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân hay sao? Cái gì mình không muốn người làm cho mình thì đừng làm cho kẻ khác. Có ai là người muốn bị người ta chạm đến lòng tự ái của mình không? Thế sao mình lại thích lấn áp người trong lời nói để người ta phải đỏ mặt tía tai cho cam, làm cho người ta cùng lý đến phải ngậm miệng, đỏ mặt, toát mồ hôi. Mình tuy hả lòng thật, nhưng đấy là người nông nổi, khắt khe, làm sao? Thế là bất công, mà cũng là bất nhân nữa. Nhưng rồi hả lòng được một ít, mà lắm khi còn di hại cho mình đến thảm khốc cũng không chừng. Thế thì đâu phải chỉ bất công, bất nhân, mà lại còn bất trí nữa là khác. Chữ lễ của người Á Đông trong đạo xử thế thật có thể bao hàm được cả ý nghĩa đã vừa nói ở trên. Lễ theo Á Đông chẳng những có ý nghĩa là tự trị, tự chủ, mà cũng có nghĩa là nhân nữa. Nếu phải nói tắt một lời thì tôi nói tất cả thuật xử thế của người Á Đông đều ở trong một chữ lễ. Lễ là nhún nhường, đem cái bản ngã của mình để sau kẻ khác, đâu phải vì giả dối, du mị để mưu lợi cho mình. Lễ là tránh cái đau khổ cho bản ngã kẻ khác bằng cách hy sinh bản ngã của mình. Lễ là không chạm đến lòng tự ái của ai cả. Lễ là che cái xấu, giấu cái dở và biểu dương cái hay, cái đẹp của người ta. Phải là một người không ích kỷ, diệt được cái bản ngã của mình rồi mới làm nổi việc ấy, làm một cách thản nhiên, vô tư lợi. Hiểu được tất cả cái ý nghĩa thâm sâu của chữ lễ và học được bấy nhiêu thôi là đã học được cái mật pháp của thuật xử thế rồi. Nhất là người trên mà đối với kẻ dưới, cần phải cẩn thận nhiều về chữ lễ, vì kẻ dưới với cái tâm cảm tự ti của họ khó mà tha thứ những điều sơ suất của ta về lễ độ được. Người trên mà thất lễ với kẻ dưới là một sự thường rất dễ hiểu. Kẻ phú quý hay tài hoa hơn kẻ khác thường dễ sinh tự phụ và kiêu khí. Nhưng họ nào có rẻ, kết quả của sự kiêu căng, vô lễ của họ nó nguy hiểm, thâm độc không biết chừng nào. Philippi, vua nước Macedon, khi đang đem quân vây thành Methone,
có một cung thủ đại tài tên là Aster đến xin vào đội tinh binh của nhà vua. Người ấy khoe rằng tài nghệ cung tiễn hay lắm, chim bay dầu lẹ đến bậc nào, y bắn cũng không sai bao giờ. Vua ghét đứa khoe mình nên phán rằng: được, để bao giờ ta đánh trận với chim sẻ, bấy giờ ta sẽ dùng đến tài ngươi. Aster nghe câu nói mỉa mai ấy, lấy làm căm tức vô cùng, liền chạy thẳng vào thành bị vây, chờ dịp trả thù. Một hôm, Aster đứng bên bờ thành, thấy vua Philippi đang đi kinh lý các trại quân đóng ngoại thành, liền lấy một cây tên viết vào mấy chữ, gửi cho con mắt bên hữu vua Philippi, rồi bắn xuống. Tên trúng giữa mắt phải của vua. Vua sai sứ cầm chiếc tên vào trả lại trong thành giặc, phê lên trên mũi tên rằng: ta mà lấy được thành này, Aster sẽ bị xử giảo. Sau quả y lời. Vua Philippi thật đã mua đắt cái cao thú được nói một lời ý có ý vị, nhưng Aster lại mua rất đắt cái thú trả được thù. Cái lòng hiểm thù nhiều khi nó ngộ chúng ta mà đưa chúng ta đến chỗ hại. Cái tính châm chích người ta cũng nguy hiểm chẳng kém gì. Đành rằng nói được những câu thâm trầm khiến cho kẻ khác sợ ta, nhưng chúng sợ ta thì ít mà lòng oán hận lại nhiều. Những lời nhạo báng để lấn áp người khác, để thỏa được lòng tự ái của mình, khiến cho lòng người bị chạm lấy, đau khổ không thể quên được. Thường thường người ta có thể tha thứ cho ta một tội ác dễ hơn là tha thứ cho ta một lời nói độc. Nam Cung Trường Vạn, một người trong bầy tôi của Tống Mẫn Công bị giặc Lỗ bắt. Tống Mẫn Công cho người đến xin vua Lỗ tha cho. Lỗ trang công cho Nam Cung Trường Vạn về nước. Khi thấy Nam Cung Trường Vạn, Tống Mẫn Công nói đùa: ngày trước ta kính trọng ngươi, bây giờ ngươi là tù nhân nước Lỗ, ta không kính trọng nữa. Nam Cung Trường Vạn thẹn đỏ mặt, cáo từ lui ra. Quan đại phu Cừu Mục nói riêng với Tống Mẫn Công: vua tôi giao tiếp nhau cần phải giữ lễ, không nên đùa bỡn. Đã đùa bỡn thì hết lòng kính mà lại sinh ra mối phản nghịch, chúa công nên nghĩ kỹ đến điều ấy. Tống Mẫn Công nói: ta với Nam Cung Trường Vạn là chỗ thân nhau lắm, cần gì điều ấy. Ngày kia Tống Mẫn Công cùng Trường Vạn đánh cờ. Mẫn Công là tay cao cờ, Trường Vạn thua luôn mấy ván, bị phạt uống một bát rượu lớn. Trường Vạn đã ngà ngà, trong lòng không phục, xin đánh thêm ít ván nữa. Mẫn Công nói: tù nhân thì tất phải thua, lại còn dám xin đánh nữa à? Trường Vạn xấu hổ, không nói. Bỗng có sứ giả nhà Châu đến báo tin Trang Vương mất và Hy Vương mới lên ngôi. Mẫn Công nói: nhà Châu có vua, vậy ta nên sai người vào triều. Trường Vạn thưa: tôi nghe nói kinh đô nhà Châu đẹp lắm mà mắt chưa được xem, xin chúa công cho tôi đi sứ. Mẫn Công cười, lại đùa nữa: khi nào Tống không còn ai nữa mới sai đến tù nhân đi sứ. Các cung nhân đều cười ầm cả lên. Trường Vạn mặt đỏ bừng thẹn quá, chẳng nghĩ gì đến lễ chúa tôi nữa, bèn quát to lên: hôn quân, mày phải biết tù nhân này cũng có thể giết được người chớ. Mẫn Công nổi giận, giật lấy kích của Trường Vạn. Trường Vạn thuận tay vác bàn cờ đánh Tống Mẫn Công ngã xuống, rồi đâm luôn mấy cái. Mẫn Công tắt thở. Trường Vạn làm phản luôn và lập vua khác lên ngôi. Công tử Tống và công tử Quy Sinh đều là quý tộc nước Trịnh. Hai người cùng hẹn nhau vào triều. Bỗng đâu ngón thực chỉ của công tử Tống tự nhiên máy động. Công tử Tống mới giơ ngón tay cho công tử Quy Sinh xem. Quy Sinh lấy làm lạ. Tống nói: bao giờ ngón thực chỉ của tôi máy động thì ngày hôm ấy thế nào cũng được ăn một món gì quý lạ. Vào đến chiều, Trịnh Linh Công nhân vừa bắt được một con giải, bảo làm thịt đãi các quan. Linh Công mời hai công tử cùng ở lại dùng tiệc với vua.
Quy Sinh nhớ lại câu chuyện ngón tay dài thực chỉ của công tử Tống, bèn ngó Tống mà cười chúm chím mãi. Linh Công hỏi, Quy Sinh thuật lại cho Linh Công nghe. Linh Công gật đầu, không nói gì, lại nghĩ một việc tác quái, bèn kêu tên Dọn Yến, bảo ngầm, đừng dọn món thịt giải cho công tử Tống. Đến lúc dự yến, các quan khách đều được ăn thịt giải, trừ công tử Tống. Thấy Tống ngồi ngơ ngáo, Linh Công cười bảo, thế thì ngón thực chỉ của công tử hết linh rồi. Các quan đều cười ầm cả lên. Công tử Tống thẹn đỏ mặt, đứng dậy, xô bàn và bước gần đến bên vua, lấy tay nhúng vào bát canh giải của vua, cầm lấy một miếng vừa ăn vừa nói, ngón thực chỉ của ta vẫn linh kia mà. Vua kêu Tả Hữu vây bắt. Công tử Tống thoát khỏi rồi lập mưu giết Linh Công trong giấc ngủ. Tống Mẫn Công và Trịnh Linh Công nào có dè những lời nói đùa của mình có những cái kết quả khốc hại đến thế. Ỷ là chỗ chí thân nên không thận trọng. Hai ông đâu có ngờ cái địa vị cao cả của họ là một điều làm cho kẻ dưới khó dung tha được rồi. Huống hồ lại còn bị các ông điểm nhục. Kẻ nghèo thường hay sợ kẻ giàu khinh, kẻ hèn thường hay sợ kẻ sang khinh. Cái tâm cảm tự ti thường khiến họ có những cử chỉ tự trọng thái quá. Họ rất dễ bị phẫn khích vì những thói khinh bạc của người trên. Ta nên biết mà tha thứ trước cho họ. Chẳng qua đó là một lối họ trả thù cái địa vị cao sang, tài đức của mình hơn họ mà thôi. Vua Tuyên Vương nước Tề đến chơi nhà Nhan Xúc. Vua bảo, Xúc, bước lại đây. Nhan Xúc cũng bảo, vua, bước lại đây. Các quan thấy vậy nói, vua là bậc chí tôn, Xúc là kẻ thần hạ. Vua bảo, Xúc lại đây. Xúc cũng bảo, vua lại đây. Như thế có nghe được không? Nhan Xúc nói, vua gọi Xúc mà Xúc lại. Gia Xúc là người hâm mộ thần thế. Xúc gọi vua mà vua lại, thì vua là người quý trọng hiền sĩ. Nếu để Xúc này mang tiếng hâm mộ quyền thế, thì sao bằng để vua được tiếng quý trọng hiền tài. Vua nghe lời nói cao ngạo, giận lắm, gắt lên, vua quý hay sĩ quý? Sĩ quý, vua không quý. Có sách nào nói thế không? Có, ngày trước nước Tần sang đánh nước Tề, có hạ lệnh ai dám đến gần mộ Liễu Hạ Huệ mà kiếm củi thì phải xử tử. Lại cũng có lệnh ai lấy được đầu vua Tề thì được phong hầu và thưởng 1000 lượng vàng. Xem như thế đủ rõ cái gì quý hơn cái gì. Tử Kích là một bậc quyền quý, gặp Điền Tử Phương, một hàn sĩ ở giữa đàng liền xuống xe chào. Tử Phương làm lơ không đáp lại. Tử Kích giận hỏi Tử Phương, kẻ phú quý hay khinh thường người đã đành, kẻ bần tiện có khinh người được không? Tử Phương nói, kẻ bần tiện mới hay khinh người. Vua mà khinh người thì mất nước, quan mà khinh người thì mất chức. Còn kẻ học thức xử cảnh bần tiện, đi đến đâu mà lời nói vua quan không dùng, việc làm vua quan không theo thì xỏ chân vào giày, đi ngay lập tức đến chỗ nào chẳng được bần tiện. Còn có lo sợ gì mà không dám khinh người? Đối với kẻ quyền quý, kẻ sĩ thường có những cái ngạo khí ấy, cốt để bù vào cái địa vị thấp kém của mình. Bởi vậy, những thói biếm nhẽ, kiêu căng thường thấy trong bọn người bất đắc chí. Xem đầy đủ thấy, kẻ dưới, trong cái địa vị thấp kém của họ, khó mà thoát khỏi cái tâm cảm tự ti, cho nên cũng rất khó mà dung tha cái thói ngạo nghễ của người trên. Lòng tự ái của họ rất khắt khe, thắc mắc từng ly, từng tí. Trong tình bạn, kẻ có tài hoa hoặc địa vị hơn bạn mình, càng phải biết gắt gao gìn giữ chữ lễ trong tình giao hữu hàng ngày. Cũng một lời nói, cũng một cử chỉ, mà khi là bạn áo vải với nhau thì không có điều gì xích mích. Mà lúc kẻ thành công, người thất bại, kẻ cao sang, người dân dã lại không thể tha thứ cho nhau. Có nhiều người tự hỏi, ta và anh ấy là một đôi bạn chí thân, nhường cơm, xẻ áo cho nhau. Thế sao ngày nay tình anh em ngày một lạnh nhạt,
mặc dầu ở địa vị cao sang, mình vẫn không thay đổi tấm lòng. Trong trường hợp này, kẻ nghèo kém hơn bao giờ cũng dễ nghĩ mình bị khinh khi. Cái địa vị cao sang của mình là bức rào cản đã chia đôi hai tâm hồn. Kẻ thấp kém vì sợ bị khinh khi nên hay tỏ ra ngạo nghễ. Vậy muốn nối lại tình bằng hữu, phá tan cái rào giai cấp, kẻ giàu sang hơn cần phải khéo cư xử nhũn nhặn hơn mới đặng. Cũng như hai bạn mà xích mích với nhau, kẻ không có lỗi phải xin lỗi người có lỗi. Đừng để người bạn có lỗi của mình đau khổ về vấn đề thể diện. Cụ Phan Thanh Giản có một người bạn thân, quen biết từ khi còn đi học. Bạn cụ học giỏi mà nhà nghèo, không thi cử, chỉ lấy việc ruộng nương làm kế sinh nhai. Cụ Phan, như ta đã biết, theo con đường hoạn lộ. Khi đi kinh lý, đất Nam Kỳ, có dịp cụ ghé thăm người bạn cũ. Một viên kinh lược đến đâu, cố nhiên là có quân lính tiền hộ hậu ủng. Nhưng lúc tìm thăm bạn, cụ Phan có cái nhã ý, tránh nhắc nhở trước người bạn áo vải về cái quyền tước cao sang hiện thời của mình. Cụ cho quân lính dừng lại cách xa nhà bạn có trên mấy dặm, rồi mặc áo thâm, bịt khăn đóng, lững thững một mình tiến vào căn nhà lá lụp sụp. Khi cụ đến, ông bạn mắc đi làm ngoài ruộng. Không hay cụ đến, cụ lên võng nằm chờ cho đến tối. Ông bạn mới về, gặp nhau mừng rỡ. Bạn ông lật đật dọn cơm, trên mâm chỉ có một đĩa rau luộc và một đĩa mắm kho. Cụ cùng bạn ngồi ăn ngon lành, vui vẻ như khi còn áo vải. Ngày xưa, cách xử thế thật khôn ngoan vô cùng mà cũng nhân hậu vô cùng.